Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Hôm nay, ngày 1 tháng 9 năm 2021, nhiều quy định mới được đưa vào thực hiện với nhiều thay đổi tác động trực tiếp đến quyền lợi của nhiều người dân. Để tìm hiểu thêm về những thay đổi này, hãy cùng Luật Việt Nam điểm lại những chính sách mới đáng chú ý nhất trong video này. Thứ nhất, lao động nam được nghỉ thai sản nhiều lần khi vợ sinh con. Đây là một trong những nội dung mới được đề cập trong Thông tư 06 năm 2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo đó, từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, lao động nam có thể nghỉ hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con một cách linh hoạt bằng việc nghỉ nhiều lần đối với thời gian nghỉ thai sản theo quy định. Trường hợp nghỉ hưởng chế độ nhiều lần, lao động nam phải đảm bảo: thứ nhất, thời gian bắt đầu nghỉ việc của lần cuối cùng phải trong 30 ngày kể từ ngày vợ sinh con. Đồng thời, tổng thời gian nghỉ không được vượt quá số ngày hưởng chế độ theo quy định. Bên cạnh đó, thông tư này cũng bổ sung thêm trường hợp người mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, thì người chồng sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con. Trước đây, chỉ quy định vợ không tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng mới được nhận khoản tiền này. Người lao động làm việc trong hầm lò chỉ phải làm 7 giờ trên ngày. Thông tư 04 năm 2021 của Bộ Công Thương quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi của người lao động làm việc trong hầm lò cũng chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay. Thông tư 04 nêu rõ, thời giờ làm việc của người lao động tại vị trí sản xuất trong hầm lò là không quá 7 giờ trong một ngày và không quá 42 giờ trong một tuần. Trước đây, khi chưa có thông tư này, giờ làm việc của người lao động trong hầm lò được áp dụng theo quy định chung tại Bộ Luật Lao động với thời gian làm việc bình thường lên đến 8 giờ trong một ngày và 48 giờ trong một tuần. Giảm 50% phí chuyển tiền qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Nhằm tiếp tục chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư số 13 năm 2021. Theo đó, sẽ giảm 50% mức phí thanh toán tại hai dịch vụ trong biểu phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Theo đó, phí giao dịch thanh toán qua tiểu hệ thống thanh toán giá trị chỉ còn tối thiểu là 1.000 đồng trên một món và tối đa là 25.000 đồng trên một món đối với giao dịch trước 15:30 và tối thiểu là 2.000 đồng trên một món và tối đa là 50.000 đồng trên một món đối với giao dịch sau 15:30 đến khi hệ thống dừng nhận giao dịch. Phí giao dịch thanh toán qua tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp chỉ còn 1.000 đồng trên một món. Bồi thường đến 2 lần diện tích căn hộ cũ khi cải tạo chung cư. Từ hôm nay, quy định về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư sẽ được áp dụng theo nghị định mới là Nghị định 69 năm 2021. Theo nghị định này, nếu chủ sở hữu căn hộ chung cư có nhu cầu tái định cư tại chỗ, thì trong phương án bồi thường, UBND cấp tỉnh sẽ quyết định hệ số ca bồi thường từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng căn hộ cũ. Bên cạnh đó, các chủ sở hữu tầng 1 mà có dành một phần diện tích nhà để kinh doanh trước ngày 1 tháng 9 năm 2021 và dự án có bố trí diện tích để kinh doanh thì còn được mua hoặc thuê một phần diện tích kinh doanh nếu có nhu cầu. Mặt khác, nếu chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư thì được bồi thường bằng tiền theo giá trị căn hộ sau khi quy đổi theo hệ số K nêu trên. Xin cấp sổ đỏ, không cần nộp bản sao sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Thông tư 09 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng bắt đầu được áp dụng từ hôm nay. Đáng chú ý là quy định về trường hợp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ thì không cần phải nộp bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, sổ hộ khẩu khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đi vào vận hành và kết nối với dữ liệu lĩnh vực đất đai. Thay vào đó, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác minh thông tin. Đây hẳn là tin vui dành cho người dân khi không cần mang theo nhiều loại giấy tờ để làm các thủ tục hành chính. Ngoài ra, tại thông tư này cũng có nhiều chính sách mới như bổ sung hai trường hợp đăng ký biến động được cấp sổ đỏ, đó là thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ đối với trường hợp sổ đỏ được cấp chung cho nhiều thửa và thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định. Bên cạnh đó, thông tư 09 cũng yêu cầu ghi rõ diện tích chuyển nhượng, tặng cho đất nông nghiệp
trong mẫu số 09 DK trong hồ sơ chuyển nhượng tặng cho, vân vân. Hy vọng những thông tin được cung cấp trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về những chính sách mới quan trọng được áp dụng từ ngày hôm nay. Để ủng hộ Luật Việt Nam, bạn vui lòng bấm đăng ký và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại!